Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Tam thất là gì và công dụng của nó như thế nào? Thì ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Tổng quan về cây tam thất. Tìm hiểu chung về tam thất. Tam thất là một loại cỏ nhỏ sống lâu năm, lá mọc vòng từ 3 đến 4 lá một, cuống dài 3 đến 6 cm, mỗi cuống lá có từ 3 đến 7 lá chét hình mác dài. Mép lá có răng cưa nhỏ, cụm hoa mọc thành tán đơn ở ngọn thân, hoa màu lục vàng nhạt, quả mọng, hình cầu dẹt, khi chín có màu đỏ, hạt màu trắng, mùa hoa vào tháng 5 đến 7, mùa quả từ tháng 8 đến 10. Tam thất là cây thảo đặc biệt ưa bóng và ưa ẩm mát, mọc ở vùng núi cao trên 1.500m, mùa đông nhiệt độ xuống dưới 0 độ C nhưng phần thân rễ của tam thất vẫn tồn tại. Bộ phận dùng của tam thất. Tam thất thường được sử dụng rễ thu hái từ trước khi ra hoa. Sau khi thu về thì rửa sạch, phơi hoặc sấy khô, rồi phân loại thành rễ củ, rễ nhánh và thân rễ. Thành phần hóa học có trong tam thất. Tam thất chứa nhiều nhóm thành phần hóa học, chủ yếu là saponin 4,42-12%, thuộc kiểu protopanasadiol và protopanasanino. Nhiều ricinoid như RB1, RB2, RB3, RC, RD, RE, RG1, RG2, RH1 và glucosinoid được phân lập từ toàn cây tam thất. Tam thất có tinh dầu ở rễ, trong đó có alpha guanin, beta guanin và octadecan. Ngoài ra còn có flavonoid, phytosterol, beta sitosterol, sigmaterol, docosterol, polysaccharide, arabinolactan, santinana và muối vô cơ. Vị thuốc tam thất. Một, tính vị. Tam thất vị ngọt, hơi đắng, tính ôn. Tác dụng của củ tam thất là phá huyết tàn ứ, chỉ huyết, tiêu thũng định thống, bổ cường tráng. Hai, quy kinh. Tam thất đi vào kinh can, vị phế tâm. Ba, tác dụng dược lý. Một số tác dụng dược lý của củ tam thất được phát hiện như sau. Tăng cường khả năng bảo vệ tim, chống lại tác nhân gây loạn nhịp. Nhờ hoạt chất notogenosis mà tam thất có tác dụng ngăn ngừa xơ vữa động mạch, làm giãn mạch và làm tăng khả năng chịu đựng của cơ thể khi bị thiếu oxy. Tiến hành thử nghiệm trên cơ thể chuột, có thể thấy tam thất cũng có tác dụng cầm máu, tiêu ứ máu bên trong nội tạng và làm lành các vết thương nhanh. Một thí nghiệm mới đây cho thấy tam thất có thể khắc phục chứng tẹo dạ dày chuột, đảo ngược sự tăng sản, chuyển sản ruột của biểu mô tuyến, làm chậm sự phát triển của khối u. Nhà nghiên cứu người Nga cũng phát hiện được tác dụng làm giảm huyết áp, giảm nhịp tim khi sử dụng một lượng tam thất cố định. Bên cạnh đó, tam thất còn có tác dụng cải thiện phản ứng miễn dịch dịch thể, giảm viêm, giảm đau và làm chậm quá trình lão hóa. 4. Liều lượng cách dùng. Liều dùng tam thất khoảng 4-8g dạng bột, sắc nước hoặc cao lỏng. Ngoài ra có thể dùng bột tam thất để rắc hoặc xã củ tươi để đắp. 5. Độc tính. Hiện nay chưa có bất cứ nghiên cứu nào xác định độc tính cụ thể của tam thất, nhưng phải thận trọng khi sử dụng tam thất với các dược liệu khác. Các loại cây tam thất. Cây tam thất Bắc là toàn bộ cây tam thất có nguồn gốc ở phía Bắc nước ta, hay cụ thể hơn có nguồn gốc ở Trung Quốc. Hiện nay được trồng nhiều ở Hà Giang và Lào Cai. Cây tam thất hoang. Cây tam thất rừng thường gọi là tam thất hoang, là loại tam thất mọc tự nhiên trên rừng, qua rất nhiều năm mới được khai thác. Loại này có dược tính rất tốt, thường phân biệt là củ có nhiều mắt, mỗi mắt được tính cho 1 năm tuổi của củ. Củ càng nhiều mắt càng quý. Củ tam thất Bắc. Là củ của cây tam thất Bắc, có củ tam thất Bắc tươi, củ tam thất Bắc khô. Hoa tam thất. Là hoa của cây tam thất, thường có nụ tam thất và hoa tam thất. Nụ tam thất là nụ non của cây tam thất, loại ngon nhất thường được gọi là nụ tam thất bào tử. Loại nụ thường là loại nở xòe ra gọi là hoa. Quả tam thất, hạt tam thất là quả của cây tam thất sau khi ra hoa. Thường người ta lấy quả hay hạt tam thất để làm giống gieo trồng. Quả tam thất dùng uống nước cũng rất ngon. Rễ cây tam thất là rễ tách ra từ củ tam thất. Thông thường củ tam thất được cắt hết rễ rồi mang đi sấy lạnh ở nhiệt độ tầng âm 10 độ C. Còn phơi ngoài trời thì củ tam thất rất nhẹ và hao. Lá và thân cây tam thất.
Lá cây tam thất Bắc được thu hoạch cùng với củ tam thất. Lá thân cây được phơi khô và dùng để nấu nước uống. Tuy không ngon bằng uống nụ nhưng cũng khá ngon và có giá thành rẻ. Toàn cây tam thất Bắc. Toàn cây tam thất Bắc đều có thể sử dụng, không nên bỏ phí bất cứ thứ gì từ cây tam thất Bắc. Tác dụng, công dụng của tam thất. Công dụng của tam thất là gì? Rễ củ tam thất được chứng minh có những tác dụng dược lý rất phong phú, chẳng hạn như tác dụng tăng lực, được thử nghiệm trên động vật như chuột, ếch, giãn mạch ngoại biên và không ảnh hưởng đến huyết áp và hệ thần kinh trung ương. Điều hòa miễn dịch, kích thích chuyển dạng lympho bào ở mức độ nhẹ. Kích thích tâm thần, chống trầm uất, có tác dụng tiêu máu tốt trong điều trị nhãn khoa. Tăng lưu lượng máu động mạch vành. Panacerin có tác dụng hạn chế sự di căn của tế bào ung thư. Trong y học cổ truyền, tam thất có vị đắng, ngọt, tính âm, quy vào các kinh can, thận và có tác dụng hoạt huyết, bổ huyết, cầm máu, tiêu ứ huyết, tiêu sưng, giảm đau. Công dụng của tam thất còn dùng để chữa thổ huyết, ho ra máu, chảy máu cam, băng huyết, song kinh sau khi sinh, huyết hôi không ra, ứ trệ, đau bụng, kiết lỵ ra máu, đi tiểu ra máu. Hơn nữa, tam thất có tác dụng hoạt huyết, làm tan ứ huyết, chữa sưng tấy, thiếu máu, người mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, ít ngủ, vết thương chảy máu. Trong y học cổ truyền Ấn Độ, tam thất là thuốc bổ và làm tăng khả năng thích nghi của cơ thể. Liều dùng của tam thất. Liều dùng của tam thất có thể khác nhau đối với từng người bệnh. Liều lượng dựa trên tuổi, tình trạng sức khỏe và một số vấn đề quan tâm khác. Liều dùng thông thường của tam thất là bao nhiêu? Dùng 4 đến gam một ngày, dạng thuốc bột hoặc thuốc sắc. Dùng ngoài dạ đắp hoặc sắc thuốc bột để cầm máu. Thân cây và lá tam thất cũng được dùng làm chè hãm hoặc nấu cao uống. Một số bài thuốc có tam thất. Cách dùng tam thất trong các bài thuốc dân gian. 1. Chữa máu ra nhiều sau khi sinh, băng huyết. Tam thất tán nhỏ uống với nước cơm mỗi lần 8 gram. 2. Chữa thiếu máu hoặc huyết hư các trứng sau khi sinh. Tam thất tán nhỏ uống 6 gram hoặc đem tần với gà non ăn. 3. Chữa các loại chảy máu hoặc sưng u ở nội tạng, các loại thiếu máu do mất máu nhiều hay do giảm hồng cầu. Tam thất tán bột. Mỗi ngày uống từ 6 đến 12 gram, chảy máu cấp thì uống gấp đôi, bệnh mạn tính thì uống kéo dài nhiều ngày. 4. Chữa chảy máu khi bị thương. Lá tam thất giã nhỏ vừa uống vừa đắp bên ngoài. 5. Chữa suy nhược cơ thể ở người cao tuổi và phụ nữ sau khi sinh. Tam thất 12 gram, sâm bố trích, ích mẫu mỗi vị 40 gram, kê huyết đằng 20 gram, hương phụ 12 gram, tán nhỏ uống mỗi ngày 20 gram hoặc có thể sắc uống với liều thích hợp. 6. Chữa viêm gan thể cấp tính nặng. Tam thất 12 gram, nhân trần 40 gram, hoàng bà 20 gram, huyền sâm, thiên môn, bồ công anh, mạch môn, thạch hộc, mỗi vị 12 gram, xương bồ 8 gram, sắc uống ngày một thang. 7. Chữa tiểu ra máu do viêm nhiễm cấp tính đường tiết niệu. Tam thất 4 gram, lé tre, cỏ nhỏ nồi, kim ngân, mỗi vị 16 gram, sinh địa, cam thảo đất, mộc hương, mỗi vị 12 gram, sắc uống mỗi ngày một thang. 8. Chữa rong huyết do huyết ứ. Tam thất 4 gram, ngải diệp, ô tạc cốt, long cốt, mẫu lệ mỗi vị 12 gram, đương quy, xuyên khung, đan bì, đan sâm, mỗi vị 8 gram, mộc dược, ngũ linh chi, mỗi vị 4 gram, đem sắc uống mỗi ngày một thang. Khi dùng tam thất, bạn nên lưu ý những gì? Đối với những người quá nóng, nếu uống tam thất thật trong thời gian dài có thể gây ra phản ứng mẫn cảm gây ngứa, mụn nhọt hoặc dị ứng, bạn nên dùng tam thất tùy theo cơ địa. Tam thất tuy có nhiều công dụng nhưng cũng trường hợp sau không nên sử dụng tam thất. Thận trọng khi cho trẻ em sử dụng, khi bị tiêu chảy vì có nguy cơ gây tử vong. Mức độ an toàn của dược liệu tam thất. Chưa có đầy đủ thông tin về việc sử dụng tam thất trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc trước khi dùng thảo dược này. Tương tác có thể xảy ra với tam thất. Tam thất có thể gây ra tương tác với một số thuốc, thực phẩm chức năng hay dược liệu khác mà bạn đang sử dụng. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi dùng, bạn nên tham khảo ý kiến từ bác sĩ hoặc thầy thuốc trước khi muốn sử dụng tam thất. Mọi người nhớ lưu ý những thông tin vừa rồi để có thể đảm bảo sức khỏe cho chính mình và những người thân yêu của mình. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, các bạn có thể để lại comment phía dưới. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của chúng tôi.
để có thể cập nhật những thông tin bổ ích về sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.